đúng rồi ách, đúng rồi, có khi vân vân gì chi vân ách vân à, rồi là con giỏi nhớ tiếng Việt giỏi đấy. Phi dài rồi, giờ nghỉ lại, nghỉ báo giấy đã, nghỉ báo giấy đã, có cũng được không? Đến chữ gì? Chữ a, à, chứ đúng, đến chữ cơ có, chữ cơ sách ách là a à, chữ ách. Nghỉ tí để cô Hồng Minh tóm lại, xong rồi cô vẽ cô đọc lại nhé. Chị A được đúng rồi, tiếp tục. Con sao? Biết đường được. Đúng rồi, chị cơ. Đó, việc sạc lại rồi. A chờ, A con việc chị chơi không? Chị cơ chơi là có chị cơ và chị chí nè. Rồi, giỏi. Ra nữa là chỉ giảm thi, giảm khảo. Nào, ai? Tập lại với cô nào. Nhìn vào khẩu miệng cô này. The. Đúng rồi. The. The. Đúng rồi. I can see. I can see. The. The sea. The sea. Để đọc được là con chỉ cần chậm lại thôi, không cần đọc nhanh, chậm lại. I can see the sail. Sail, đúng rồi. Nhưng mà đây nhớ là the, the chứ không phải là thơ. The. The. No, no. The. The. Đúng rồi, đọc tiếp nào. I can see a. No, no, no. The. I can see. Đúng rồi. Sand. Sand. Anh thóc ngồi thẳng lên, anh thóc ơi. Chữ vẽ là đọc tiếng Anh thế nào anh thóc vẽ? No, painting là tô mà. Drawing. Drawing. Như vậy là đơ rồi đến gì? Drawing. Đó, con đọc đúng là con sẽ viết đúng. Coi lại nào. Đến chữ chi nữa? Chữ hơ. Chị cô hỏi này, dấu sắc là để ở đâu? Dấu sắc để ở đâu trong chữ này? Rồi, giỏi. Đúng. Wow. Anh thọc vẽ nữa à? Hay. Đây là Simon Luna. Cắm trại của Owen.